Chào các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành. Ôi giời. Chào các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành 500 ngày học tiếng Anh trên app Elevate. Hôm nay mình sẽ xin chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã đạt được sau 500 ngày khổ luyện. Dưới ngũ hành sơn, được chưa? À, ngũ hành sơn là bởi vì là có 5 cái kỹ năng mà cái app này luyện cho mình. Đó chính là cái kỹ năng writing, listening, speaking, reading. Và kỹ năng số 5 là math nữa. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mình đã, cái 500 ngày nó không quan trọng bằng cái level mà mình đạt được ở đây này. Đấy, cái level này nó mới gọi là bí kíp, phải không? Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ làm thế nào để mình đạt được cái bí kíp thế, bởi vì là cách đây khoảng 1-2 năm thì mình cũng đã share những cái bài điểm high score của các bạn mà mình rất là ngưỡng mộ, nhưng hóa ra bây giờ thì mình đã đạt được cái mức mà gọi là thậm chí còn trễ hơn cả những người đấy nhiều rồi. À, thì có lẽ những người đấy đến thời điểm này thì cũng cao cũng vượt mình ở cái mức này rồi, nhưng mà cái ngày xưa cái những cái mức mà ở cái mức cái trình độ elite này mà mình cực kỳ là ngưỡng mộ này. À, thế nhưng mà bây giờ mình đã hóa ra đã vượt qua rồi, và mình sẽ chia sẻ với mọi người cái kỹ năng làm được việc đó. À, theo như app này ghi nhận lại thì mình đã trải qua hơn 50 giờ luyện tập trên app này. 500 ngày mà lại có 50 giờ luyện tập. Tức là mỗi ngày ít thế nhỉ? Mỗi ngày có 1 phút rồi. Thử 1 giờ. Như vậy cứ 10 ngày thì được 1 giờ. Chứ 10 ngày thì được 1 giờ. Như vậy là cứ 1 ngày thì mình học 6 phút. Đấy. Cũng không nhiều lắm, là mỗi ngày 6 phút học tiếng Anh. Thế bây giờ để có một cái ví dụ sinh động rõ nét hơn thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một cái nhân vật rất là được mọi người yêu mến và được coi là thành công nhá trong giới võ lâm, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ok, chúng ta sẽ xem là để đến ngày hôm nay có được thành công thì anh đã phải có một cái tâm thế, một cái quan niệm đúng như thế nào. Người nói đã thấm được đạo trời. Thế ta hỏi ngươi, đến đây tu luyện đã được bao lâu rồi? Thưa sư phụ, con đần độn không tính được 5 tháng. Chỉ nhớ con được ăn đào tươi 7 lần rồi ạ. À, như vậy là tôi cũng không để đạt được cái mục tiêu ban đầu của mình đặt ra, sẵn sàng bỏ ra 7 năm. Trước đó là còn 10 năm lênh đênh trên biển để đi tìm sư phụ, và 7 năm ở chỗ sư phụ luyện tập mà vẫn chưa thấy thành quả gì cả. Như thế là đã 7 năm rồi. Giờ ngươi muốn học pháp thuật gì? Thưa sư phụ dạy gì con học nấy, cốt là con được trường sinh bất tử. Đấy, như vậy là có một cái điểm khác biệt giữa tôi không, tôi là một người thành công, và tất cả những người khác. Đó chính là cái điểm đầu tiên này, tức là từ khi đi gặp sư phụ, Tôn Ngộ Không đã biết rõ là mình cần học cái gì và muốn được trở thành như thế nào. Chẳng hay trưởng lão từ đâu đến và đi về đâu. Nhưng mà cái hay hơn nữa là cái đoạn sau này, cái đoạn sau nó mới gọi là thể hiện được cái bản lĩnh. Ta sẽ dạy người môn cầu tiên phù trợ, đoán lành tránh dữ. Được không? Đấy, như vậy mọi người sẽ nghe cái lời offer của sư phụ và mọi người sẽ thử xem là Tôn Ngộ Không trả lời như thế nào nhá. Sư phụ, thế có sống lâu được không ạ? Đấy, như vậy là câu hỏi của Tôn Ngộ Không rất hay ở chỗ là sư phụ đưa ra một cái chiêu trò, đưa ra một cái thứ mà mình có thể học được, và Tôn Ngộ Không đã hỏi thế có việc đó có giúp con đạt được mục đích hay không. Đây là một việc mà rất ít người đi học có thể làm được. Khi mà chúng ta bị sống ở trong một cái xã hội có quá nhiều cái cám dỗ, thì cứ hôm nay chúng ta thích một trò, hôm sau chúng ta thấy một thứ hay và chúng ta không theo được cái nào cả. Đấy, Tôn Ngộ Không là người mà có mục tiêu ngay từ đầu, và sau đó khi sư phụ đưa ra một lựa chọn và đưa ra một bài tập, Tôn Ngộ Không hỏi là thế cái bài tập đó có giúp con đi đến mục đích mà con đã đặt ra ban đầu hay không. Đấy là sự đặc biệt của Tôn Ngộ Không. Không. Đấy, như vậy là kể cả có là bài tập sư phụ cho, nhưng mà nếu không đạt được cái mục đích ban đầu của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không học.
Bây giờ tiếp tục sư phụ sẽ hỏi. Cầu tiên phù trợ, không làm chủ được, con không học đâu. Vậy ta dạy ngươi tụng kinh niệm Phật được không? Này, đấy bây giờ Tôn Ngộ Không lại thó đầu vào và chúng ta đoán thử xem là Tôn Ngộ Không sẽ hỏi gì. Đúng không? Dạ thưa, thế môn này có sống lâu được không ạ? Đấy, như vậy là bất cứ cái gì trên đời này, nhiễu loạn trên đời này, và kể cả có là chính sư phụ, một người mình rất tôn trọng, quang gia, Tôn Ngộ Không vẫn hỏi là thế con giúp con đạt được mục đích hay không? Đấy, trên đời này tôi nghĩ là nếu như làm được việc đó sẽ là cái quan trọng nhất để giúp cho mình thành công, được chưa? Không bị xáo động, không bị cám dỗ, mà khi một khi đã chọn một con đường là đi đến tới cùng. Không được, muốn sống lâu thì chẳng khác nào mò trăng đáy nước. Thưa sư phụ, người nói sâu xa quá, con không hiểu. Thế nào gọi là mò trăng đáy nước? Đấy, thực ra cái đoạn này nó cũng thể hiện in bóng dưới nước. Tuy nhìn thấy bóng trăng nhưng không thể nào mò được. Thực ra Tôn Ngộ Không còn có một kỹ năng nữa, tức là cách mà Tôn Ngộ Không từ chối cũng rất là rất là ít bị phản cảm. Đấy, thì sư phụ vẫn có thể nói chuyện được, nhưng mà mình nghĩ là cái việc sư phụ đưa ra tất cả những cái bày vẽ lựa chọn và những cái cám dỗ và những cái lợi bổng lộc ngắn hạn này. Đấy, tức là hầu hết những cái phép mà sư phụ đưa cho toàn là phép kiểu dễ, người phàm phu tục tử, người mà không có đẳng cấp sẽ bị dễ bị cám dỗ và lao vào mà bảo ơi con đớp được cái nào con nhận ngay. Đấy, thế nhưng mà những câu hỏi này của sư phụ thì sư phụ không giận khi Tôn Ngộ Không từ chối, bởi vì sư phụ biết là cái đẳng cấp của Tôn Ngộ Không là nó sẽ theo cái mà nó định làm đến cùng, chứ nó không bị sao nhãng. Và thực ra nhiều khi chúng ta trong đường đời chúng ta cũng phải xác định được một điều là nhiều khi có những cái người ta cho mình và người ta thử mình chưa chắc đã là những cái mà tốt nhất cho mình, và mình phải có khả năng để mà mình từ chối. Đấy. Thế còn một khi mình đã vượt qua được cái bài test của người ta, là một bài kiểm tra để xem bản lĩnh của thì người đó sẽ cho mình cái bí kíp thật sự của người ta. Đấy. Nếu như mà người ta cảm thấy rằng mình là người có thể theo được, là người có thể đi đến cùng. Chứ nhiều khi nếu như mà cho những cái đứa mà ăn sổi, cho những cái đứa là tư duy ngắn hạn ấy, mà luyện những cái cả quá cao siêu, nhiều khi nó còn bị tẩu phả nhập ma cơ. Đấy. Cho nên là những cái mà gọi là chân đạo, những cái mà thực sự là quan trọng trong đời này, và những cái mà những cái người giỏi như là ông thầy từ Bồ Đề này, người ta muốn dạy người ta phải chọn người để mà dạy cơ, chứ không phải là bạn cứ làng nhàng rồi là người ta cứ thử cho bạn một vài vinh hoa phú quý, một vài thứ nhỏ nhặt mà bạn vui vẻ bạn nhận là người ta tôn trọng bạn đâu. Đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là bạn phải theo được cái này. Đấy, bạn phải theo được, và bạn phải có chính kiến, bạn phải có lập trường, kể cả nó cái lập trường đó bị chất vấn, bị thử thách bởi những cái người mà gọi là có vai vế cao hơn bạn, có quyền lực, và người ta có vẻ lúc nào cũng là làm việc đúng. Có khi người ta chỉ là nói ra cái việc đấy để thử thách bạn thôi, chứ không phải là vì người ta định dạy bạn cái những cái nhỏ nhặt đấy thật đâu. Đấy. Đấy, cho nên nhưng mà nếu quan trọng là bạn vượt qua được cái bài test của người ta, bạn thể hiện là bạn có chí khí và bạn có quyết tâm có thể đi đường dài, thì họ sẵn sàng dạy cho các bạn những cái nó gọi là chân kinh. Cứ theo sư phụ nói thì xem ra cũng chẳng lâu bền. Không học, không học. Đấy, như vậy nó Tôn Ngộ Không sẵn sàng thể hiện với sư phụ rằng là con đi đường dài và con không quan tâm đến những cái ngắn hạn. Đấy, đây là kỹ năng mà mình thấy người học sinh, học trò bây giờ rất thiếu này. Cái gì vui vẻ ngay trong ngắn hạn thì là làm thôi, còn thực ra nó không giải quyết cái vấn đề gì cả. Thế dạy người môn tham thiền đả tọa, kiêng cá ăn chay vậy? Đấy, Tôn Ngộ Không lại chõ đầu vào, và mọi người chắc chắn là đã biết câu hỏi của Tôn Ngộ Không là gì rồi, đúng không? Đây là bí kíp quan trọng nhất để trở nên thành công. Thế có trường sinh được không ạ? Học môn này mà muốn trường sinh thì cũng giống như hái hoa trong gương. Con không học đâu. Đả tọa thiền thì chi bằng cầm cây gậy mà đánh quyền. Sư phụ đổi môn khác đi ạ. Đấy, cái bản lĩnh mà để theo cái lập trường của mình từ đầu đến cuối, và không bị cám dỗ và không bị thử thách bởi tất cả những cái vài người có vai vế và trình độ cao hơn mình, nó là một cái cực kỳ khó, chỉ có những người có chí hướng mới có thể làm được.
và những người thành công là những người phải luyện được cái bản lĩnh đó, chứ nó chưa nói đến cái chuyện thông minh hay là nó chưa nói đến kỹ năng mà họ sẽ dạy cho mình, được chưa? Này cái con khỉ kia, đạo này không học, đạo kia cũng không học. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của cái thước này. Đấy, tự nhiên có cái đoạn này thì cực kỳ là thú vị ở chỗ là đấy cái đoạn này là một đoạn cực kỳ thú vị ở chỗ là có những thứ mà chỉ có sư phụ và tổ công hiểu được, thì đây là một cái kỹ năng thứ hai mà mọi người cần phải học để muốn giỏi bất cứ thứ gì. Đấy, kỹ năng thứ nhất thì đã có rồi, nhưng mà kỹ năng thứ hai này chúng ta sẽ có dịp để mà nghiên cứu và giải đáp cụ thể. Thì ẩn chứa bên trong cái clip này nó sẽ là ba bài học triết lý cuộc đời và bí kíp để mà thành công trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên là trong khuôn khổ ngày hôm nay chúng ta chỉ học tập trung một thôi. Hy vọng nếu có những clip sau thì mình sẽ tiếp tục phân tích tiếp cái clip này, chúng ta sẽ moi được thêm vài clip hay ho nữa, một vài bí kíp hay ho nữa. Thì Elevate ấy, nó là một cái app mà nó gồm có khoảng hơn 40 game nhỏ. Bản free của mình thì khoảng chắc là trên mấy 20-30 game thôi. Mà Elevate là một cái app mà mình đã review và mình đã chơi và đã khuyến khích cộng đồng sử dụng trong suốt mấy năm nay rồi. Đấy, thế nhưng mà mình chưa bao giờ có dịp để mà chia sẻ kinh nghiệm của mình làm nào để mà tăng điểm. Đấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Elevate là một cái app gồm có 40 game nhỏ, và mỗi game nhỏ đấy thì nó sẽ giúp cho mình luyện một vài kỹ năng. Thực ra nó cũng không hẳn là một cái app dành cho người học tiếng Anh đâu, bởi vì là những cái mà trò chơi trên này thì mình có cảm giác là nó dành cho người bản xứ thi đua với nhau nhiều hơn là người chưa biết tiếng Anh để học tiếng Anh. Nhưng mà nó cũng phù hợp với trình độ của mình, và hơn nữa là nó cũng có rất là vui, và nó là cái app mà mình thấy là thiết thực nhất và học được nhiều nhất từ app này. Cho nên mình sẽ phải cải tạo, phải modify một chút để cho nó đáp ứng đúng với nhu cầu của một người học tiếng Anh. Làm thế nào biết là mình muốn cái gì? Đầu tiên chúng ta phải hiểu cái sự mâu thuẫn giữa hai cái lợi ích của người làm app và lợi ích của người học. Đấy, thì đương nhiên là người lợi ích của người làm app ấy, thì nhiệm vụ của họ là phải làm cho người ta ở trên cái nền tảng họ càng lâu càng tốt. Tức là các cái trò chơi của họ sẽ phải cực kỳ bắt mắt và nó thay thế liên tục. Cái app này hoạt động như này này, tức là bạn có khoảng 40 game. Đấy, mình đang dùng cái mind map của mình. Mình vẽ ra bộ sơ đồ của 40 game đấy, nó luyện từng cái kỹ năng nhỏ trong này một, để cho mình minh họa cho các bạn dễ hiểu hơn. Luôn luôn họ sẽ hôm nay là chơi game ABC, thì hôm sau họ lại rủ mình chơi game CDE. Chứ nếu như họ bắt mình chơi ABC mãi trong khi họ có 40 game thì mình cũng chán sớm và mình sẽ bỏ app của họ. Nhưng thực ra đối với người học nó là không có lợi. Đấy. Cái lý do tại sao có 40 app đấy, mà mỗi ngày mình chỉ chơi 3 app, thì khả năng là mình gặp lại cái trò chơi và luyện lại kỹ năng cũ là không nhiều, đúng không? Ví dụ như vậy là mỗi ngày chơi 3 trò thì 40 trò thì đến 2 tuần sau chẳng hạn, 40 chơi 3. Đến 2 tuần sau mình mới chơi lại cái kỹ năng mà mình đã từng luyện, và giả sử như mình có học được cái gì hay ho từ cái đấy thì 2 tuần sau mình cũng quên béng rồi, bởi vì mình đã chơi 40 app khác để vòng lại một lần, đúng không? Thế thì học như kiểu như thế sẽ không có tác dụng, vì là cứ 2 tuần học một tẹo, đúng không? Mỗi ngày học 6 phút mà đến 2 tuần sau mới nhắc lại thì không nhớ được. Cho nên mình phải có cái bản lĩnh của mình để vượt qua cái cám dỗ này. Bảo là không, anh có 40 game nhưng bây giờ tôi muốn giỏi thì tôi chỉ tập đi tập lại 3 game thôi, hoặc là tôi lại tập chỉ tập lại 1 game thôi, và tôi sẽ làm cho tôi đến cái đỉnh cao cuối cùng của cái game đó rồi tôi mới chơi game khác. Chỉ trong một thời gian ngắn mình sẽ tiến bộ rất nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái game để luyện phản xạ này, tức là ở đây họ có một cái từ như là từ selfish, và họ bắt trong vòng 5-10 giây phải gõ ra nhiều từ đồng nghĩa hoặc là nhiều từ có trường nghĩa mạnh hơn, hoặc là giảm đi hoặc đối lập với nó trong một thời gian nhanh nhất. Thì các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bạn chơi một cái game này mà các bạn chơi hôm nay, hoặc là bạn học được vài từ xong đến 2 tuần sau hoặc là 1 tháng sau các bạn mới vô tình gặp lại cái game này, thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ có thể tiến bộ được. Nhưng mà cái người mà có lập trường và có quyết tâm ấy, họ sẽ bảo là bây giờ tôi sẽ chơi trong game này, và tôi ví dụ đồng nghĩa với từ selfish sẽ có từ greedy hay là từ misery hay là cái gì đấy, như miserly
Nhưng mà tôi sẽ không chơi game nào khác, mà tôi sẽ chỉ chơi đi chơi lại cái game này cho đến khi thuộc thôi. Đấy, thế thì cái khả năng mình tiến bộ sẽ rất là cao. Ví dụ mình ở đây mình điền là evil, fiendish, narcissistic. Đấy, như vậy là trong thời gian cho giới hạn của game mình sẽ nghĩ được 3 từ. Sau khi game kết thúc thì họ còn cho mình thêm một vài từ nữa. Như vậy cái việc học này rất là hay, nhưng mà nó sẽ không có tác dụng nếu như bạn không nhắc lại. Nếu như bạn không tự mình rèn mình vào cái kỷ luật để mà nhắc lại và tránh được cái cám dỗ của cái trò chơi. Bởi vì chúng ta đang có mối quan hệ xung đột với nhau, họ thì cần mình chơi nhiều và thử trải nghiệm nhiều thứ tươi mới càng nhiều càng tốt, nhưng mình thì mình cần tiến bộ, tức là mình cần cái mình cần cải thiện của một cái thôi. Sau đó học xong thì bảo tập trung, anh là tập trung cái này, và sau vài một thời gian anh bá đạo rồi anh sẽ chơi game khác của em, được chưa? Đừng có mà đi ôm cả một đống vào, không luyện không bạn không thể giỏi được đâu. Như vậy chúng ta rút được bài học kể cả với các môn học tiếng Anh khác này, kể cả những thứ được gọi chung là tiếng Anh, nhưng không có nghĩa là bạn vào và bạn làm hết một quyển sách có khi lại hay đâu, mà có khi bạn chỉ làm đúng một cái unit mà bạn yếu thôi, và bạn tìm trong những quyển sách khác cái bài tập thêm để luyện đúng cái bài đó. Chứ nhiều khi một quyển sách có 12 unit học với 12 chủ đề khác nhau, cuối cùng là mỗi hôm học một chủ đề, đến chủ đề thứ 12 bạn không thể nhớ là chủ đề thứ 1 là bạn học được những từ gì. Đấy, có khi những cái người giỏi là những người mà đào sâu vào một chủ đề, và có khi cả một quyển sách họ tìm chỉ cần lấy đúng một cái dữ liệu đó thôi, và họ có cái tự có cái sự chủ động đó, chỗ đó mà họ có cái bản lĩnh để họ nói rằng là ông viết ra cả quyển sách đấy, nhưng mà tôi sẽ là người mà chọn cái bài nào trong đấy để tôi thích thì tôi thấy cần thì tôi học, chứ không phải là tôi đi từ đầu trang đến cuối trang để mà tôi học. Có khi ông viết ra cả quyển sách nhưng tôi chỉ lấy đúng một cái unit mà tôi cần trong đấy thôi, và tôi sẽ tìm cái bài tập thêm cho đến khi tôi luyện được bá đạo cái unit đấy, và tôi sẽ lấy thêm cái bài tập ở sách khác cũng về cái chủ đề đấy. Nhưng chúng ta phải học cái bản lĩnh là em bị yếu về hiện tại đơn chẳng hạn, em bị yếu về chia động từ, thì cả một quyển sách người ta viết mình chỉ học đúng cái chương về chia động từ để về hoặc là về hiện tại đơn thôi, và sau đó mình mở quyển sách khác ra đấy, mình phải dành cái quyền chủ động. Nhưng mình bị động là cái thằng bị động là cái thằng mở và nghĩ là mình học từ trang đầu đến trang cuối là mình sẽ giỏi, nhưng cái thằng mà giỏi là nó sẽ học là mở quyển sách này ra, tôi học đúng cái kỹ năng tôi yếu, đó là kỹ năng chia động từ, đó là kỹ năng hiện tại đơn, sau đó tôi đóng quyển sách lại và tôi tìm một quyển sách khác, tôi vẫn học cái kỹ năng đấy thôi. Đấy, cho nên có những thứ mà nó ghi là tiếng Anh nhưng không có nghĩa là cứ học từ đầu đến cuối là bạn sẽ giỏi, mà bạn phải biết chia nhỏ cái bài tập ra. Một cái tiếng Anh nếu là rộng 100 thứ thì bạn chỉ tập đi tập lại một thứ thôi, giỏi xong rồi bạn mới nhảy sang thứ thứ hai. Đấy, ví dụ cái game này này thì là game kiểu đổi mắt chữ này, rất là hay ở chỗ là họ cứ có một từ ở trên này và mình sẽ phải đoán. Và một cái lợi thế của việc chơi đi chơi lại là chỗ là nếu như mà mình ở cùng cái trình độ, tức là khi mình mà chơi lại game đó ở cùng cái level đó, thì rất nhiều câu đã bị đố trong những cái lần chơi trước của mình là sẽ lặp lại. Nếu như bạn chơi game mà một vài tuần sau bạn mới gặp lại, trong game nó có 10 biến thì lúc nào cũng là 10 biến mới toanh với bạn, thì là cực kỳ là, thì đấy là lý do không bao giờ tiến bộ cả. Mà việc có những thứ lặp lại này sẽ làm cho trong game ít biến hơn. Đấy, ví dụ có 10 thứ, có 10 câu đố trong game thì 7 thứ đã lặp lại rồi, và bạn chỉ phải não bạn chỉ phải xử lý 3 cái thôi. Đây là cái luyện phản xạ này, không phải là việc trả lời lại một cái bức ảnh mà mình đã trả lời rồi là mình không học được gì đâu. Thực ra mỗi lần trả lời như này là mình luyện được cái kỹ năng là bấm nhanh hơn, phản xạ nhanh hơn, tức là gặp lại bức tranh để mình nghĩ lại cái từ đó nhanh hơn lần trước. Và đây cũng là một kỹ năng quan trọng này, tức là sau khi chơi game thì mình không bị cám dỗ bởi game mới, mà mình có thời gian mình nhìn lại. Đấy, các bạn có thể thấy là sau khi chơi game xong thì mình không thoát game và mình mở game mới, mở trò mới trong 40 trò ngay, mà mình dành thời gian để mình nhìn lại những cái từ mà nó đã bị đố trong game và lý giải của nó, và lý do vì sao mình lại bị trả lời sai, hoặc là lý do vì sao mình trả lời đúng. Thấy rất nhiều người kiểu là làm đề thi nhưng mà chỉ quan trọng là ôi rồi em được bao nhiêu điểm trên 40 thôi, chứ cái quan trọng nhất của những người chăm chỉ và những người học mà một cách bài bản ấy là cái thời gian mà họ nghiền ngẫm và họ lý giải vì sao họ làm sai các câu. Cái thời gian đấy là thời gian sau khi mà mình đã biết kết quả của bài thi đấy. Nhưng mà những người mà ăn sổi thì chỉ muốn là ôi dồi hôm nay em làm được một đề, ngày mai em làm được hai đề. Nhưng thực ra cái số đề các bạn làm được không quan trọng, mà là bạn học được cái gì từ cái đề đấy. Thì sau khi chúng ta biết kết quả thì các bạn phải dành thời gian để mà các bạn
nghiên cứu là có câu nào mình hay sai, từ nào mình chưa biết. Đấy, cái thời gian này là có khi còn tốn nhiều thời gian hơn mà là cái thời gian bạn thực ra chơi game cơ. Trong thời gian chơi trong cái game có khi còn không bằng cái thời gian bạn học thêm mà bạn nghiên cứu và phân tích và bạn ghi chép lại những cái thông tin này. Nhưng mà đây là việc mà những người chăm chỉ và những người thành công làm, còn những người mà ăn xổi thì không làm, những người lười biếng và muốn kết quả nhanh thì không làm, bởi vì họ chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác vui sướng khi mà họ được chơi một game mới thôi, và khi mà họ có một điểm số mới thôi. Thế còn những người mà đã đi được xác định đi đường dài ấy, là họ sẽ đặt cái mục tiêu là họ học được cái gì từ game đấy hơn là cái điểm số mà cái game đấy có được, mà cái điểm số mà bạn có được trong ngày hôm nay. Rất nhiều người là không dám thất bại nhưng mà có một số người dám thất bại nhưng mà lại không dám nhìn lại thất bại của mình để mà học hỏi nghề rút kinh nghiệm, mà lại cứ đi thất bại tiếp và mỗi lúc phải thử một cái kỹ năng mà mỗi thử thử trò chơi mà bạn thất bại trong cái lĩnh vực này thì bạn lại thất bại trong lĩnh vực khác, mà bạn không rút ra được cái gì cả để mà rút kinh nghiệm để mà tiến bộ. Đấy, thì bạn đã dám thất bại là bạn hơn được rất nhiều người rồi, bạn đã có bản lĩnh và bạn dám thử thách cái mới rồi. Thế nhưng mà bạn phải học được từ cái phải trưởng thành từ cái thất bại của bạn nữa cơ. Đấy, thì để lên được một tầm cao mới thì bạn phải có thời gian nghiền ngẫm đúc rút và nhìn lại bản thân với quá trình phát triển của mình, chứ không phải là bạn chỉ có suốt ngày là hướng tới cái hoạt động mới và hướng tới cái thử thách và game mới. Đấy, thì đây là một thứ mà mình chia sẻ cực kỳ là chân thành của mình. Đấy, và nhiều lúc không phải là mình không phải mình làm được đâu, bởi vì là nhìn lại những cái sai sót của mình thực ra rất là đau khổ, đúng không? Nhìn lại sai sót của bản thân cực kỳ đau khổ. Và cái giai đoạn này cũng cực kỳ là gọi là boring, tức là chán, tức là mình không được chơi game mới, không được nghe tiếng tinh tinh, không được cái gì cả. Nhưng thật ra nó là một cái quá quan trọng, một cái không thể thiếu được nếu như bạn muốn thành công. Như một cái game ở đây là một ngày họ cho 3 game free, nhưng sau khi chơi xong để tính điểm lấy lệ là một ngày bạn hoàn thành 3 game, thì mình không tắt game mà mình lại còn dừng lại, mình chơi chơi thêm cho đến khi cái app nó ghi là bạn đã hết quyền chơi free cái game đấy. Cái giới hạn đấy là không phải là cái mà app khuyến khích, và tức là không phải cái mà là app nó đưa ra cho mình để mình nó ghi công, nhưng cái là mình tự nghĩ ra để mà mình luyện. Đấy, và kết quả là mình đã tiến bộ rất nhanh, bởi vì là có những cái trò chơi mình chơi đi chơi lại cho đến khi mình thuộc tất cả các câu trả lời rồi. Đấy, thì đấy là lý do mình tiến bộ nhanh, bởi vì mình chỉ xoáy vào một cái kỹ năng mà mình xoáy vào một game để mình tiến bộ thôi. Mình không chơi tất cả các game, mà mình không động lại cái gì cho cả, mà mình tìm cách ghi chép lại là cái game này là dành cho luyện kỹ năng phản xạ này, game này luyện cho kỹ năng speaking, game kia luyện cho kỹ năng toán này. Đấy, và mình sẽ thống kê lại những cái game nào nó sẽ giúp cho mình luyện cái kỹ năng nào. Đấy, để nếu như mình yếu kỹ năng đấy thì mình sẽ chỉ chơi xung quanh những cái game đó thôi, cho đến khi mình giỏi rồi mình mới chơi sang những cái game khác. Đấy. Chứ nhiều người chơi mỗi ngày chơi 100 game mà em không tiến bộ gì cả, bởi vì là các bạn chơi xong các bạn quên ngay, và bạn chơi nó vô định, các bạn không có mục đích, không có trọng tâm, cho nên là nó cứ loạn hết cả lên và não bạn không thể xử lý được và nó không động lại cái gì cả. Thế còn mình thì mình phân tích ra là ví dụ game này là luyện kỹ năng này này. Đấy, và mình đã đạt được bao nhiêu điểm ở game này thì mình sẽ có thời gian để mình luyện và mình sẽ cao điểm hết tối đa ở game này, xong sau đó mình mới chơi thằng game khác. Reading này, cái lúc mà mình luyện được cái trình độ master, trình độ cuối cùng của trong reading này, đó là những cái ngày mà mình dùng đủ có mọi thủ đoạn để mình luyện đi luyện lại những cái app mà trong cái lĩnh vực reading thôi, để nó tính cái tổng điểm trung bình là để cho mình lên được cái level này. Đấy. Thì một trong những bí kíp mà mình đã chia sẻ là tức là trong cái menu của app này mỗi ngày nó cho mình 3 game, nhưng mình có thể hoán đổi. Cái app này nó có 40 game, nhưng mà cái 3 game mà họ chọn cho mình chơi mỗi ngày sẽ là khá là ngẫu nhiên, và nó là họ hơi áp đặt, tức là cái quyền chơi cái app đấy là của họ và họ đã chọn cho mình. Nhưng mà cái may mắn là nó có cái nút hoán đổi, để lúc mà vừa mới vào game thì nó có cái nút hoán đổi, tức là mình có thể chọn ra một cái game khác. Nhưng mà thực ra mỗi game thì họ chỉ cho đổi sang một game một lần thôi. Như vậy là một ngày mình có 6 lựa chọn và mình sẽ chơi 3 game trong 6 lựa chọn đấy. Cứ vào một app thì họ sẽ hỏi là bạn có chơi game A không? Nếu không thích thì mình ấn cái nút hoán đổi để được một game B nào khác. Nhưng mà nếu không phải là nữa thì cũng chịu. Đấy, như vậy có hai cái bài học quan trọng nhất mà mình muốn truyền tải ngày hôm nay, đó chính là thứ nhất, về thành công thì bạn cần phải biết được là mình cần gì, mình muốn gì. Thứ hai nữa là bạn phải thể hiện được rằng là về kể cho người khác nữa,
là mình sẽ có thể đi đường dài, thì bạn sẽ thành công và bạn sẽ thu hút được rất nhiều những người thành công và hiểu biết xung quanh bạn. Đấy. Chúc các bạn thành công.